Ok, xin chào và xin chào toàn quốc. Rất vui được gặp các bạn trong cái phần tiếp theo của series về những cái ngây thơ khi làm toán. Những cái phần này là mục đích là chia sẻ với các bạn những cái thủ thuật, những cái kinh nghiệm, những cái cách làm bài để làm sao chúng ta không phải dính những cái bẫy của cái đề bài người ta cho. Và đặc biệt trong đề thi rất là nhiều bẫy, đúng không? Và chúng ta hạn chế tối đa là cái việc là chúng ta dính cái bẫy của mình. Thế nhiều bạn mới comment là nghe thầy mấy cái bài thầy đưa em bấm máy tính nó ra. Nếu bấm máy tính ra thì ok, bấm máy tính ra. Nhưng mà thầy đang bàn đến cái chuyện là đang bàn đến chuyện kiến thức, được chưa? Bàn đến chuyện ý tưởng. Chúng ta không nói về đến cái nội dung là trình bày hoặc là cái nội dung bấm máy tính. Thích bấm máy tính là để phần sau bấm máy tính, không có vấn đề gì hết á. Vì tất cả nếu các bạn thích chơi máy tính, thầy cũng chơi máy tính với các bạn được, có gì đâu, đúng không? Nhưng mà chúng ta đang bàn chuyện kiến thức và thầy luôn luôn hướng học sinh là chúng ta hãy nghĩ đến kiến thức đã, còn cái thủ thuật, những cái kỹ năng là để các bạn nhìn thấy các bạn thích như vậy thôi, chứ thực ra thầy bàn sau cùng, chứ thầy không bàn đến cái chuyện này trước. Thầy bàn đến kiến thức đầu tiên. Ok, và trước khi làm bài này thì các bạn hãy thử, các bạn dừng clip lại để các bạn làm xem là mình có làm được không, và nếu làm được thì làm được kết quả là bao nhiêu. Và câu này nói với các bạn biết là câu này nằm ở mức vận dụng thấp, không phải khó, được chưa? Đề này là chiếc chân đề của thi thử Đại học Vinh năm 2017, mới thi hôm bữa lần 1 nhé. Nếu các bạn có muốn á thì các bạn có thể lên trang web tận tải gì đâu, lên Google search cái này ra. Ok, bây giờ thầy sẽ tiến hành giải câu này. Tìm m để hàm số nghịch biến trên r. Ok, nghịch biến trên r thì các bạn biết rồi, y phẩy bé hơn bằng 0, bé hơn bằng 0 nha các bạn, với m x thuộc r. Ok, đấy là hàm bậc 3 cho nên bé hơn bằng 0, còn hàm phân thức thì không có bằng 0. Thế thôi. Đồ thị của nó không có tiếp tuyến song song với trục hoành. Thì các bạn biết á, các nghĩa câu này tí, không có tiếp tuyến song song với trục hoành có nghĩa là như thế này. Trục hoành là y bằng 0, đường thẳng y bằng 0, có tiếp tuyến là k bằng 0. Đề bài bắt là không có tiếp tuyến song song với trục hoành, có nghĩa là đồ thị hàm số này không có hệ số góc. Tức là cái tiếp tuyến không có được có hệ số góc là k bằng 0. Có nghĩa là y phải x0 phải khác 0. Để chi? Để không có tiếp tuyến song song với trục hoành. Nhắc lại lần nữa, để đồ thị hàm số không có tiếp tuyến song song với trục hoành thì y phải tại x0 khác 0. Vậy thôi. Khác 0 này, y phải này khác 0 nhé. Hồi nãy nói là y phải lớn hơn bằng 0. Xin lỗi, bé hơn bằng 0. Bé hơn bằng 0 kết hợp với cái khác 0 thì chung lại một cái đó là y phải bé hơn. Y phải bé hơn 0. Đấy thì các bạn sẽ tư duy kiểu đấy. Được chưa? Nhanh gọn lẹ thôi. Y phải bằng gì? Y phải nó bằng là 3m x bình phương trừ 6mx cộng trừ cho 3. Bé hơn 0. Đúng chưa? Thì các bạn phải để ý này, cái y phẩy bé hơn 0 là nó phụ thuộc vào dấu của a, đúng không? Tức là cái nguyên cái y phẩy này nó bé hơn 0 thì nó còn phụ thuộc vào cái dấu của m kìa. Thì rõ ràng cái này bằng chứ, nhầm. Rõ ràng là cái đầu tiên các bạn phải nhận xét đó là m này phải bé hơn 0 cái đó, để cho cái hàm cái tam thức bậc 2 này nó cùng dấu a hết thì m phải bé hơn 0 cái đó. Và cái điều kiện là cái điều kiện các bạn phải luôn đó là nếu mà những m thì các bạn phải nhận xét ngay là m bé hơn 0 để chi ạ? Để khi mà chúng ta giải delta á, nhiều bạn làm ngoặc, thầy không làm ngoặc bao giờ, thầy sẽ nói theo kiểu suy luận delta này bằng này, delta bằng delta phẩy đi. Ok, nhầm rồi, hồi nãy tính nó ra 9m bình cộng 9m, các bạn tự tính nhá. Phải bé hơn 0 có bằng không? Không bằng nhá. Nếu bằng không ra nghiệm kép đúng không? Nghiệm kép thì vẫn là cùng dấu a, vẫn là âm, nhưng mà chú ý là không có tiếp tuyến song song với trục hoành thì có nghĩa là y phải x0 này khác 0. Khác 0 á, y phải x0 này khác 0 có nghĩa là phương trình y phải bằng 0 phải vô nghiệm. Không nghiệm thì delta chỉ bé hơn 0 thôi, không lấy bằng nha các bạn. Chú ý không lấy bằng. Như vậy thì giải cái này ra thì các bạn chắc chắn các bất phương trình này các bạn sẽ giải được. Nghiệm là gì ạ? Trong trái ngoài cùng này trừ. Như vậy là m. Đây là thầy nói luôn là m nó sẽ nằm trong khoảng là mấy nhỉ? Trừ 1 tới 0. Vì chúng ta giải hai nghiệm là 0 với trừ 1, xét dấu nó trong trái ngoài cùng thì chúng ta sẽ được ngay là m nằm trong khoảng là từ 0 tới 1. Ok chưa? Từ trừ 1 tới 0 chứ, xin lỗi các bạn. Rồi, chúng ta giải được nhiêu đây đúng không? Yên tâm, bạn nào ngáo là bạn đập luôn câu này. Sai ngay, đúng không? Nhiều bạn tinh ý hơn nè, em này không bị lừa đâu thầy, em thấy ngay lập tức nhìn thấy ngay lập tức đó là Nếu mà em thay m bằng 0 vô đây á, m bằng 0 á, m bằng 0 vô đây á, thì chúng ta sẽ có ngay là y bằng gì ạ? Đây là cách nghĩa nhé. Nếu m bằng 0 thay vào đây thì chúng ta có là gì ạ? 0 này, 0 này và trừ 3 cộng 2, tức là y bằng trừ 3 cộng y bằng trừ 3 đâu rồi? Trừ 3 cộng 2 đúng không? Và chúng ta suy luôn y phải bằng trừ 3. Thằng này luôn luôn gì ạ? Luôn luôn nghịch biến. Đúng không? Và thằng này thì có, thằng này thì cũng làm gì có tiếp tuyến song song với chúng mày, luôn luôn nghịch biến. Thằng này là một đường thẳng này này, nằm ngang này. Như vậy với cái y bằng cái m bằng 0 thì nó thỏa mãn yêu cầu của đề bài đúng không? Vì nó thỏa mãn là hàm số nghịch biến trên r và không có tiếp tuyến song song với trục ngoặc. Vì cái đường thẳng y bằng 3 làm gì có tiếp tuyến. Làm gì có tiếp tuyến. Đúng không? Cho nên chúng ta phải có cái bài của chúng ta chỗ này này, chúng ta phải đem thêm một cái là bằng 0 là chúng ta lấy này, thỏa mãn này đó. Chưa? Thế bạn nào mà tinh ý là các bạn phải phát hiện là được cái điều này thì lúc đó các bạn mới biết được câu này đúng là câu D chứ không phải là câu A. Nhiều bạn là còn giải được cái câu cái chỗ này là bé hơn hoặc bằng 0 này, xong bạn chọn câu B này, này là cũng bậy luôn rồi, bậy luôn rồi. Nghe, bậy luôn. Mà các bạn phải tinh ý là các bạn gặp những cái bài á mà nó có cái m trên đó thì các bạn phải luôn luôn các bạn sẽ thêm xem bạn thử m bằng 0 xem nó có hợp lý không. Để các lúc sau cùng các bạn làm kết luận là mình có lấy hay không, chứ không phải là các bạn cứ nhào vô các bạn lấy delta bén không. Các bạn cứng lắm các bạn làm ở đây. Ok, các bạn nếu mà bạn làm ở đây thì các bạn chọn câu A rồi, và câu A không phải đáp án của chúng ta, mà đáp án của chúng ta đúng là đáp án D, là các bạn phải làm thêm một bước là các bạn thế m bằng 0 vô nữa. Thì khi mà nó thỏa mãn thì nó ok, còn không thỏa mãn thì nó không lấy, kiểu thế. Nhớ, ở bài này người ta cố tình người ta để cho các bạn là m bằng 0 thỏa mãn để chi? Để nhiều bạn làm không cứng á, các bạn dính luôn chỗ này. Mà dính được cái chỗ này thì mất rất là oan điểm. Đúng không? Thì đó là cái phần thứ hai mà thầy muốn chia sẻ với các bạn, đó là những cái bài mà chứa tham số m thì các bạn hết sức phải lưu ý, hết sức phải lưu ý, được chưa? Và nhân đây thì thầy cũng nói luôn với các bạn là chúng ta đang bàn đến chuyện kiến thức, nhắc lại một lần nữa là bàn đến chuyện kiến thức. Không ai nói chuyện máy tính ở đây cả. Ok. Máy tính đơn giản lắm, ship zone thế những cái m bất kỳ vào đây là các bạn tính, nhưng mà hơi lâu, hơi lâu. Thật ra câu này nếu mà cho thầy làm thì làm hết khoảng 15 giây, chắc chắn là khoảng 15 giây. Thầy cần đạo hàm thì những đầu những hai điều kiện là xong rồi, đúng không? Thì kiểu thế. Giờ bạn bạn thấy hay và những muốn có những cái series tiếp theo thì các bạn hãy tiếp tục like và share và ủng hộ cái channel của thầy. Ok. Nhớ luôn luôn chúng ta cần một cái sự tự tin để chúng ta bước vào kỳ thi, chứ chúng ta không chờ một cái điều gì đó, ví dụ như phép màu hay là cái gì là chẳng hạn, không có đâu các bạn. Các bạn phải tự tin thì các bạn bước vào kỳ thi nó mới dồn được hết tất cả các sức lực của mình để chiến thắng. Thời điểm này là thời điểm nước rút, các bạn phải cố gắng, các bạn luyện tập nhiều đề, các bạn phải vượt qua được chính bản thân mình, được chưa nè? Thì đó là những cái lời mà thầy muốn nhắn nhủ với các bạn. Cái video nó chỉ khoảng 10 phút thôi, nhưng mà cái ý của thầy muốn là muốn như vậy, các bạn phải nắm được kiến thức. Ok rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta dừng clip này đây và chúng ta sẽ đón xem phần thứ 3 vào buổi hôm sau. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.